Đây là đôi chim chim non bón, clip số 30 và clip số 40. Ở đây thì có một đôi là đánh dấu bằng chân mực. Đây, mực chân. Đấy, thì các bác. Mực chân, có mực ở chân các bạn nhé, mực ở chân trái. Thì đôi này có vẻ như nó nụ hơn, đôi kia thì nó cứng hơn một chút. Thì đôi clip số 10 này 800, đôi kia là tông hay hơn là 1 triệu. Đấy. Đôi kia là có đồng diều các bạn nhé, chân đỏ hơn. Đây, dòng này thì em toàn bón từ nhỏ thôi các bác ạ, em toàn bón từ nhỏ thôi. Con nào nó cũng theo tay người như này, thế này. Tầm này nó bắt đầu học cho nó biết mổ rồi. Nó sẽ ấy thôi, nó sẽ đây là clip số 30 này. 800k là đánh dấu mực ở chân nhá. Tông này là tông thổ. Đấy. Toàn há mồm hết, bọn này toàn há mồm hết, chả con nào không cả. Đây, đã đây rồi. Lần này là nó, các bạn để thức ăn xuống xa là nó tự bắt đầu tập nhặt rồi. Chim rất là thuần luôn. Đấy. Ok các bác, một đôi clip số 30 giá 800k âm thổ. Còn đồng diều là đôi số 40, là đôi nó nhỉnh hơn một chút, đôi không có mực ở chân, thì em để cho các bác là 1 triệu. Đây là những cái dòng chim mà rất đẹp luôn. Như vậy là gần chân. Rất là ok đúng không các bác?
đôi nào đi đôi đấy nhá. Tập chân tập cánh. Đấy. Các bác có thể kết nối alo cho em theo cái số trên 0335305982 cũng là số Zalo các bạn nhé.